Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5. Sau khi được các thảo dược trợ giúp tỉnh lại, Tiêu Viêm liền lộ sắc. Kinh mạch trong cơ thể, dù là độ bền dẻo hay dung nạp, đều đã biến đổi bay vọt so với trước kia. Đầu tình vẫn chuyển đấu khí trong cơ thể cũng biến mất. Đấu khí bây giờ không cần vòng xoáy nữa mà đã trực tiếp tuôn ra từ khắp nơi trên cơ thể. Thực lực hắn bây giờ đã đột phá lên cảnh giới đấu vương, đã có thể sử dụng đấu khí để hóa thành bộ cánh phi hành. Xem ra lần này được trời độ hơi nhiều, phát hiện ra chiếc nhẫn không còn, tất cả dược liệu cũng không cánh mà bốc hơi. Hắn liền hiểu ra nguyên nhân mình sống sót đến tận bây giờ. Về phần Mỹ Đỗ Toa, nàng ta vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Dù là vậy, thì linh hồn của Mỹ Đỗ Toa vẫn chiếm được ưu thế trước thất thải thôn thiền mãng. Nếu không thì nàng ta sớm đã bị biến thành bộ dạng con rắn nhỏ. Hắn cảm thấy Mị Đỗ Toa tuy rằng nóng giận bất thường, vậy nhưng trước đó cũng đã giúp hắn nhiều lần rồi, nên cũng hy vọng bọn họ có thể kháng hưởng vượt qua được cửa ải này. Bây giờ Tâm Hòa đã không thể làm gì hắn được nữa. Đốt chỉ khiến hắn ấm lên mà thôi, cũng không có lực phá hoại đau và đau đớn như trước. Nếu Tâm Hòa đã không làm gì được nữa thì cũng đến lúc hắn đòi nợ rồi. Vẫn Lạc Tâm Viêm dường như cũng cảm thấy hỏa lực của mình không đủ, nó ngưng tụ ra hỏa diễm đỉnh trời bài giáp công cả trong lẫn ngoài. Vậy nhưng Tiêu Viêm bây giờ không hề ngán nữa, hắn liên tục dùng nắm đấm và chân đá đánh chặn công kích. Cánh tay hắn được một luồng sức mạnh kỳ lạ thẩm thấu vào bên trong. Ngay cả Tâm Hòa cũng tỏ ra e ngại nó, hắn không biết lúc ngủ say đã xảy ra chuyện gì, vậy nhưng đây chính là chỗ dựa lớn nhất để hắn phản công. Vẫn Lạc Tâm Viêm tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ rồi phun hỏa diễm nóng bỏng thẳng mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lợi dụng huỳnh quang trên cánh tay để chặn đòn, hai người giằng co một lúc. Bản nguyên của dị hỏa hiện thần, Tiêu Viêm liền phá công kích rồi lao lên định bắt lấy bản nguyên. Tên kia biết mình gặp nguy hiểm nên bỏ chạy, vậy nhưng chạy đâu cho tắt nắng. Sau một lúc truy đuổi thì Tiêu Viêm cũng tóm gọn được tên kia. Trong lúc này, Mị Đột Tòa cũng gần như đã áp chế được linh hồn thất thải thôn thiên mãng, đây nắm giữ cơ thể hoàn toàn. Tiêu Viêm chẳng đến làm phiền, việc quan trọng của hắn là hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong cơ thể. Bản nguyên Tâm Viêm nhanh chóng bị phân giải, luồng hỏa diễm nóng bỏng cứ như vậy được truyền vào cơ thể. Hắn ngồi xuống dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm và thành liền điện tâm hỏa. Đây là bước vô cùng quan trọng và nguy hiểm khi tu luyện phần quyết. Hai loại dị hỏa cứ như vậy lao vào nhau xung đột lẫn nhau. Hắn cũng không ngờ tính kháng cự của hai loại dị hỏa này lại mạnh tới như vậy. Thảo nào luyện dược sư cùng lắm là nắm giữ được một loại dị hỏa, nếu không có phần quyết thì muốn dung hợp bọn chúng chính là tự dẫn lửa thiêu thần. Sau một hồi giằng co thì hai loại dị hỏa cũng dung hợp thành công, sau đó tạo thành một loại lửa màu xanh lá. Tiêu Viêm vô cùng vui mừng, năm đó hắn bị đuổi giết ra khỏi Giả Mã Đế Quốc như chó nhà mất chủ, thậm chí nghe tin gia tộc bị diệt cũng chỉ có thể cắn răng nuốt sự sỉ nhục này vào bụng. Tất cả nhẫn nhục cũng chỉ chờ một ngày này, giờ thời thế đối với hắn đã thay đổi rồi, hắn vừa dung nạp dị hỏa vào trong cơ thể thì đã xảy ra biến dị, vô số luồng khí màu hồng tuôn ra bên ngoài. Lúc trước Dược Lão từng nhắc tới việc dị hỏa dung hợp sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Chẳng lẽ là luồng tà hỏa này, luồng khí màu hồng bạo phát ra xung quanh. Lúc này Mị Đỗ Toa cũng hoàn thành xong quá trình nắm giữ cơ thể. Nhận ra mình không bị đốt chết nên nàng ta cũng ngạc nhiên. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang đau khổ, Mị Đỗ Toa liền chậm rãi đi qua định tính sổ với hắn. Tiêu Viêm lên tiếng yêu cầu đừng đi qua bên này. Mị Đỗ Toa nào có nghe, kết quả là bị một luồng tà hỏa xâm nhập vào cơ thể. Đầu óc Mị Đỗ Toa lập tức choáng váng, rất nhanh sau đó nàng ta cũng bị bất lực, không kiềm chế nổi dục vọng nên đã xảy ra chuyện thân mật không dành cho các bạn dưới 18 tuổi. Sau khi tỉnh táo trở lại, Mị Đỗ Toa vô cùng tức giận, liên tục truy đuổi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa bỏ chạy vừa cố gắng giải thích, vậy nhưng đối phương không nghe, còn nhắc lại chuyện cũ rằng sau khi khôi phục thực lực thì chuyện đầu tiên là đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiêu Viêm hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, chưa sẵn sàng để chết được nên sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm. Mị Đỗ Toa nghe xong liền yêu cầu hắn câm miệng. Cái duy nhất mà hắn có thể làm chính là nạp mạng ra đây. Tiêu Viêm đành phải đánh lạc hướng bằng việc thoát thần. Chẳng lẽ nàng ta định sẽ ở đây cả đời? Chỉ dựa vào sức một mình mà muốn đột phá phong ấn thì vô cùng khó khăn. Nếu hai người liên thủ thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Mị Đỗ Toa cảm thấy có lý nên dừng công kích lại. Sau khi ra ngoài nhất định sẽ để cho tiểu tử này trả giá đắt. Lúc này, tại bên ngoài Thiên Phần Luyện Khí Tháp, vị sư tỷ của Tiêu Viêm đang buồn bã đứng chờ đợi. Nàng ta có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Đám người Hồ Gia thì cảm thấy mừng vì Huân Nhi lúc đó không có mặt ở đây. Các trưởng lão nhanh chóng có mặt. Đám người Lâm Tu Nhai và Liễu Kình vì đột phá đấu vương nên trở thành trưởng lão. Sau thời gian im ắng, Tô Thiên quyết định mở lại Thiên Phần Luyện Khí Tháp để cho học viên tiến vào trong tu luyện. Vậy nhưng còn chưa kịp mở cửa thì tòa tháp đã rung lắc kịch liệt. Cánh cửa được cưỡng ép mở ra, đi cùng đó là luồng hỏa diễm nóng bỏng. Đại trưởng lão lo lắng nên yêu cầu các học viên mau chóng rời xa nơi này. Đột nhiên đỉnh tháp bị đánh thủng, luồng hỏa diễm nóng bỏng phun trào lên, ẩn bên trong đám lửa đó là thân ảnh Tiêu Viêm. Sự xuất hiện của hắn quá bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mà Tiêu Viêm thì đương nhiên là vui mừng vì cuối cùng cũng thoát được ra bên ngoài. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.